y chi vậy. Con cháu đồ đông lắm, em cứ không đồ mà cứ đỡ đi vậy chứ không. Dạ. Nó biểu dẫn tao tiệm đồ ấy rồi chứ mà không. Trâu sang trao đỡ vậy. Chi. Cái nó lớn á, nặng á, con vẫn dạ. Nó nhỏ đâu, nặng bò thì đấy. Con biết mà, con đang nặng cái nấng mà nó nhiều quá nội ạ. Chứ con mà lấy cái này chắc tới mai mới xong á, nhiều lắm. Này cái lớn nó cũng nhiều nè. Rồi có cục gần mắt nữa, bự ơi bự luôn nè. Có đó con, có ai được hả? Ai được bỏ dạ được cũng được hả? Bỏ ra đó họ vợ thấy con thấy cục gần mắt nó bự á.
Muốn lấy thì con lấy cho. Không, đeo quá. Cỡ nó đi. Rồi. Dạ con biết rồi. Lớn rồi. Rồi ok. Nào biết rồi, yêu bảy rồi, rồi đi. Nếu mà phải ráng chịu nó quá trời rồi.
Dạ, trời xanh sao đưa vậy. Thôi cho nghỉ tí à, cho bà nghỉ tí. Cỏ đi nàng đi.